Mới đây, Cục Kiểm dịch Động thực vật Hàn Quốc đã chính thức công bố trên website quy định nhập khẩu đối với quả bưởi tươi từ Việt Nam sang quốc gia này. Như vậy, bưởi là quả tươi thứ ba của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hàn Quốc cùng với các loại quả thanh long và xoài. Việc quả bưởi của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hàn Quốc là một bước tiến quan trọng, đồng thời góp phần tiếp tục khẳng định chất lượng và uy tín của nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước hiện có hơn 100.000 hecta trồng bưởi với số lượng hơn 900.000 tấn mỗi năm. Hiện bưởi Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch tới 13 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với thị trường 50 triệu dân, Hàn Quốc là thị trường rất tiềm năng cho trái bưởi Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các bên liên quan tìm hiểu kỹ yêu cầu về kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi tươi nhập khẩu vào Hàn Quốc và nhanh chóng triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại xuất khẩu bưởi sang quốc gia Đông Bắc Á này.